chúc cho anh đẹp mối duyên tình cùng người anh yêu quyền quý cao sang. Em biết thân em vẫn gái nghèo hèn mà lỡ yêu thương ai rồi thầm bằng như áng mây trời. Em hay chẳng em khi buồn anh cố mong quên nhưng càng thương nhớ thêm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Chúng tôi thấy chị Cẩm Ly ít khi ghi, nhưng hôm nay chị ghi rất nhiều, nên chúng tôi xin phép được mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ trước. Lúc nãy là người ghi là mình vẫn mời bình thường mà. Nhưng mà người ta ghi thiệt thưa anh, còn hồi kia là mình chiêu. Dạ, yeah, xin mời anh chia sẻ trước ạ. Thôi MC người ta có quyền, dù mình chưa chuẩn bị mình phải nói thôi. Nhìn cô Tư ghi xong rồi em. Trời đất ơi, đà đẩy rồi. Thôi, nói đi nhanh lên. Rồi, thì...